Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là MK Gaming đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft. Và hôm nay mình có một cái điều rất là thú vị muốn giới thiệu cho các bạn biết. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video đó hồi cho mình nhé. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nhé các bạn. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy mình đang có một cây kiếm chỉ lên giống như nó nhìn giống như là hình ngôi nhà. Đấy, cho các bạn xem nè. Đó, có cửa và cũng như là có cửa kính xung quanh cây kiếm. Và tại sao chúng ta lại có cái hình ngôi nhà này? Thì bây giờ mình sẽ tham xét đây. Đấy, thì đây là phiên bản mới nhất của Minecraft và đang là phiên bản thử nghiệm, cho nên nó có hướng dẫn lệnh cho chúng ta. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gọi là làm ra được cái nhà này. Thì các bạn sẽ cần phải có một cây kiếm và các bạn sẽ cần phải có một cái crafting table. Và các bạn vứt ra pep. Wow, tiny sword house, tức là cái nhà nhỏ, cái kiếm nhỏ. Và trong cái nhà của cái kiếm này thì nó sẽ có cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thử coi. Nó có một số bạn kêu là ủa, nếu như cái nhà nhỏ như vậy thì làm sao mà vào được, đúng không? Hay là chỉ là mô hình thôi? Thì yên tâm đi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào khám phá coi thử coi. Bấm chuột phải vào nha các bạn. Wow, và khi các bạn bấm chuột phải vào thì nó đã đi vào cái khối toàn là kim cương không. Ở đây là cái gì ta? Chắc là đường này là đường ra. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên Villager Pass. What the heck? Cái cặp giò mình bị gì? Bị lỗi các bạn ơi. Bấm vô đây coi. Con này nó có chay một số đồ. Evoke Drop to Summon. Gọi là gì ta? Kiểu như là nó sẽ triệu hồi cái sấm chớp thì phải. Wow. Ở đây có rất là nhiều loại kiếm các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ coi cái công thức chay của nó sẽ cần cái gì. Tất cả đều cần block kim cương nha. Cần block kim cương và cái này là Nether Star. Cần Nether Star. Cần hai khối sắt. Rồi mình sẽ chay hết tất cả cái loại kiếm này về mình test thử coi. Và một cục TNT, một cái hoa đỏ Robust, một cái cốc quét, một cái poison sweetness. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần diamond, diamond block là có nè. Nether star một cái, TNT một cái, Robust một cái, cốc quét một cái, rồi cái gì nữa ta? Còn gì nữa? Cobweb và cái script. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chay những cái loại vũ khí này về nha các bạn. Coi mình thiếu hai khối sắt rồi. Từ từ mình thiếu hai khối sắt rồi. Iron. Đấy, mình thiếu hai khối sắt rồi, bỏ vô. Pep, mình sẽ chay cái kiếm này về. Bỏ cây TNT vô, bấm qua cây kiếm nổ, bỏ cái này vô, bấm qua lớp. Wow, kiếm tình yêu hả? Hay nha. Ôi, cái bình này cấp 2 lận. Mình lại chay lộn đây cái bình này lận. Trời ơi, khó làm khó nhau vậy. Đúng không? Wow, vậy là chúng ta đã có 6 loại kiếm rồi. Ý, lầm lại. Ý, ôi. Nhân vật đâu rồi? What the? Có lại nè. Ủa, chết rồi. 6 loại kiếm mà mình cái này hình như là do phiên bản mới á các bạn. Nó gọi là nó chưa có ổn định lắm á, cho nên nó hơi kiểu như là lắc. Thì mình sẽ đổi lại. Yên tâm đi. Ở vô đây, rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống, mình nghĩ là chỗ này là để là chúng ta đi ra nè. Mình nghĩ là như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta sẽ cầm trên người để cho nó khỏi bị. Ồ, không phải chỗ này đi ra, vậy đi ra ở. Đi ra. Wow, có cửa đi ra đàng hoàng các bạn ơi. Ok, thì hiện tại mình sẽ phải game mod survival. Và đấy, thì chúng ta đã có 6 loại kiếm rồi.
Thì bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của 6 cái loại kiếm này để coi thử khám phá bí ẩn bên trong cái kiếm ấy, là nó sẽ cho chúng ta được 6 loại kiếm này, thì 6 loại kiếm này nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ cùng với các bạn test thử nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test cái cây Evoker Sword trước nha các bạn. Thì bây giờ cái cây này mình sẽ cần phải... Ồ, các bạn có thể thấy là khi mà mình đứng yên nó triệu hồi những cái hạt gì đó, nó nhìn nó khá là gọi là lạ mắt. Tại vì những cái hiệu ứng này mình chưa thấy bao giờ. Và chúng ta sẽ thử chém một con quái nha, nó có là Sepnet 4 lửa. Ok, thử rồi. Mình thử rồi. Ồ. Mình chưa thấy nó có lửa thôi, cái thứ thôi. Nó sẽ drop to summon. À, tức là nó sẽ có cái hiệu ứng nè, nó có cái hiệu ứng xung quanh nè các bạn. Hình như là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cây thứ hai nha các bạn. Elon Musk drop xung quanh. Thử rồi. Để mình thử cây này coi. Drop. Ồ, nó có cái gì các bạn? Bạn thấy không? Bạn thấy cái thanh ở giữa không? Chém một phát. À, cứ chém. Chém một phát là hình như nó tích một cái nộ. Để mình thử coi. Thử một phát nữa coi. Kiếm con khác, con nào nó mạnh mạnh hơn. Ui. Ui, mình mới làm cái gì vậy? Mình mới vừa làm cái gì vậy? Ơi, mình đổi kiếm nó mất rồi. Ok, mình đi cũng được, đi nó cũng tích nữa. Không cần chém, đó. À, đi là nó tích, đi là nó tích. Oh. Wow. Drop xung quanh. Gì đây? What? And đâu rồi, không thấy gì vậy? Sao cái kiếm này không thấy gì vậy? Mình để gọi là sao không thấy gì hết ta? Kỳ vậy. Cái nổ nó đầy rồi mà. Kỳ vậy. Cái nổ nó đầy mà không được, không được. Ô, các bạn có để ý là ở cái phiên bản này hình như mấy con thú nó trâu hơn thì phải. Kiếm có cường hóa mà chém nó rất là trâu, đúng không? Dạ, phiên bản mới này cũng có khá là nhiều thay đổi. Thì có thể nếu thời gian rảnh đó, thì mình sẽ làm những cái thông tin bổ ích về những cái thay đổi của cái phiên bản mới này cho các bạn cùng xem nha. Và biết được, theo dõi được cái thay đổi của phiên Minecraft. Oh, rồi. Đó, nó trâu lắm. Chém. Thế thì chúng ta sẽ thử cây kiếm nổ này đi. Để coi coi. Rồi, coi thử coi. Hay là chúng ta phải kích hoạt. Ha ha ha, mình đã hiểu rồi các bạn ơi. Những cái thanh kiếm này nó đều có gọi là sức mạnh riêng hết. Bây giờ mình sẽ thử summon. Mình sẽ triệu hồi ra Minecraft.zombie. Con hết đi, mấy con hết đấy. Mấy con hết thì nó sẽ không có bị kiểu như là nó không có bị bạn biết là nó không có bị chết bởi trời nắng. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, cái skill á, bình thường chém như vậy đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một cái skill, các bạn bấm nút Q. Wow. Các bạn ghê không? Các bạn thấy skill nó ghê không? Giống như nó xuất hiện mấy cái răng cưa. Vậy là những cây kiếm này á, nó đều có skill. Mình sẽ thử coi. Thử cây này coi. À, hay là cây này phải đợi. Có thể là cây này sẽ các bạn phải đợi. Mình sẽ vừa đánh vừa triệu hồi nó ra. Đấy, để coi thử đợi đủ cái thanh nộ. Các bạn bấm nút Q nha các bạn, bấm nút Q giống như kiểu vứt đồ ra ấy. Để được. Ôi. Ôi, mình đổi kiếm mất tiêu rồi. Từ bình tĩnh. Chết đi. Ha, đợi tới nè. Mày. Mày. Sắp rồi, sắp được rồi. Chuẩn bị. Bấm. Ôi, cái gì rớt xuống kìa. Cái gì rớt xuống các bạn ơi. What the heck? Đơ. Một cục thiên thạch rớt xuống. Một cục thiên thạch rớt xuống. Nhưng mà mấy quái vật còn không chết. Hiệu ứng thì kinh khủng lắm.
Nhưng mà tụi nó vẫn không chết các bạn. Ok, chúng ta sẽ thử cây kiếm nổ này coi. Cái cây hiệu ứng này hình như cái cây thiên thạch này có vẻ là hơi đuối. Đây, mình sẽ thử cây này. Chúng ta sẽ đợi tới bấm. Wow. Ồ, cây này thì đơn giản hơn, các bạn chỉ cần bấm Q một cái là nó bắn cái quả cái TNT ra. Đấy. Đâu có cần mà phải kiểu như là làm gì đâu, đơn giản không? Đấy, cái cây này đợi phải đợi nó hồi nha các bạn, nó có thời gian hồi. Đấy, nó sẽ có thời gian hồi lại cái skill cho các bạn. Đó, cái nó có cái chấm kìa, chấm đỏ kìa. Đó, rồi bây giờ mình có thể bắn ra. Đó. Wow, bắn quả TNT ra các bạn. Yeah, kiếm này ngon nha, để mình coi thử cái cây này coi. Ồ, cây này hình như là The Run Hill Form Attack. Giống khi mình đánh thì mình được số lượng không? 5. À, chỉ còn số lượng được không? Không được, cái này là giống như tọa độ các bạn. Entity được. Rồi, đánh được rồi. Đó. Khi mà đánh nó sẽ tự động hồi máu. Quái. Đánh không bao giờ chết luôn. Quá đã. Mình cứ hồi máu liên tục như thế này làm sao mà mình chết được. Các bạn thấy không? Tại vì nó còn cho thêm một trái tim nữa chứ. Những cái kiếm này rất là bá. Ôi ôi, à cây kiếm này còn thử cây, mình sẽ thử cây Chapin Drop. Drop to chap. Ha. Chap. À, giữ lại hả? Cây này sẽ đóng băng. Ôi. Ôi, nó sắp giết mình rồi bạn ơi. No. Để mình thêm set đầy phát cho nó sáng lên. Giữ lại. Ủa có cần phải có thời gian hồi không? À, cái này trừ 100 mắt tách luôn. Kiểu đánh chậm lắm. Đó, có thời gian hồi luôn nha các bạn. Không đánh được. À, cái này chỉ có bạn làm cho nó bị chậm lại thôi. Thử. The Flash. What the heck. À, chết. Ui. Cây The Flash này cầm vô rồi bấm, bạn bấm control nó sẽ chạy nhanh, nhảy nhanh. Ui chạy. Wee. Có hiệu ứng đẹp các bạn. Wow. Các bạn biết The Flash trong phim không? Mới chạy có hiệu ứng gì vậy nè. Chết tôi. Chạy nước. Ôi. Chết. Ê. 1.13 có hiệu ứng bơi các bạn ơi. Đó. À đúng rồi. Đây là những cái công dụng của những cái cây kiếm thì các bạn nhớ comment thử các bạn là thích cây kiếm nào nha. À đúng rồi, hình như á, mình theo thông tin mình được biết á, ở trong cái tòa tháp đó nó còn có một cây kiếm rất là bá đạo. Thì bây giờ mình sẽ triệu hồi lại tòa tháp nha. Tòa tháp này sẽ là game mod sáng tạo. Ok, mình sẽ triệu hồi lại cái tòa tháp bằng cách là lấy một crafting table và một cây kiếm. Đấy, pop. Đấy, mình sẽ đặt ra tòa thành. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Vô. Rồi, đi vô. Thì mình sẽ coi thử. Hình như ở đâu đó còn một cây kiếm rất là bá đạo. Nhưng mà mình lại không thấy cây kiếm ở đâu ta. Kỳ vậy ta. Ôi. Ở đây có gì không? Vậy là không... bị cái gì rồi? Tại sao ở đây không có kiếm à ta? Theo mình được biết là ở đây có một cây kiếm bá đạo lắm. Tại sao mình không tìm thấy được cây kiếm đó nhờ? Thì ra là cây kiếm đó mình không thể kiếm được các bạn ơi. Mình phải drop cây kiếm nó ở trong này. Tức là mình sẽ phải đứng ở đây vứt ra. Cây này còn bá đạo hơn nữa. Các bạn thấy chưa? Wow, cái kiếm khổng lồ Sharpness 3, Knockback 40. Wow. Để mình thử, test thử cái cây kiếm khổng lồ này cho các bạn xem nha. Mình cầm cái kiếm này vô, mình đi hơi chậm. Nhưng mà yên tâm đi, mình sẽ triệu hồi thêm mấy con quái vật nữa. Thật là nhiều lên. Nhiều quái vật lên. Rồi, bây giờ là game
mod survival. Mày tránh đây. Các bạn có thể thấy cái kiếm này, cái kiếm khổng lồ và rất là bá đạo. Các bạn thấy ghê chưa? Wow, đúng là trong bí ẩn ở trong cái ngôi nhà kiếm này nó có những cái kiếm rất là hay. Và cái này thì chỉ hiện tại là chỉ hoạt động trên phiên bản mới nhất của Minecraft thôi các bạn. Phiên bản thử nghiệm 1.13. Wow, thì bạn thích cây kiếm nào các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cây kiếm này đi chặt thêm vài con nữa. Coi thử. Ôi, mấy con mob trong này nó mạnh thiệt á. Máu nó rất là cao. Mình đánh hoài nó không chết hay là do kiếm bị trừ trừ ảnh tắc. Thử kiếm thường thôi. Kiếm thường thì quýnh hai cái chết. Ok. Thì ok, ngày hôm nay thì chúng ta đã giới thiệu cho các bạn biết bí mật ở bên trong thanh kiếm, và cũng coi như là có những cái kiếm khá là bá đạo. Thì nếu như bạn nào thích cái video này cũng như là thích cái gọi là gì, kênh của mình, thì đừng quên đó là cho mình một like và nhớ chia sẻ video đó hồi cho mình nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình vẫn thích cái kiếm này nhất á. Nó có cái hiệu ứng nhìn bá đạo thiệt chứ. Cái gì mình cũng chả biết luôn. Như cứ con cá sấu vậy á. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng ở đây được rồi nha các bạn. Bye bye.